Dạ, xin chào quý anh chị nha. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho quý anh chị sơ qua về một số trường hợp về bồn cầu trứng khi mà không ngắt nước được ha, bị tràn nước ha. Nó sẽ có hai trường hợp ha. Trường đầu tiên là anh chị mới mua bồn cầu về ha, mà khi mình cấp nước vô mà nó không ngắt được ha, mà nó cứ lên đây nó tràn, lỗ chống tràn, nó tràn ở đây. Và mở cái nắp cầu trong, mở nắp cầu ra lúc nào cũng thấy nước chảy, mà nước lúc nào cũng chảy chứ nó không ngắt được, thì nó sẽ có hai nguyên nhân như thế nào. Đầu tiên có thể là do cái phao cơ này khi có thể là nhà máy họ chỉnh nó sát với cái thành xứ này quá, đâm ra khi nó đụng lên, nó đụng cái thành này và nó không có cái khoảng cách để nó ngắt cái phao cơ này, đâm ra nó mắc cái ngón tay em đụng vào đây, nó mắc rồi. Ok chưa? Và nó không còn khoảng cách để đi lên thêm chút xíu nữa thì mới ngắt chính xác được. Thì mình sẽ chỉnh cái phao cơ này cho nó hạ xuống một chút xíu là được. Có nghĩa là nó đẩy lên cái này là được, để nó không bị mắc, nó không bị vướng vào cái này ha, là ok ha. Giờ đi, đầu tiên là khi mà mới lắp là bị. Trường thứ hai là khi sử dụng một thời gian thì tự nhiên vẫn sử dụng bình thường, mà sao tự nhiên bây giờ nó không ngắt được nước, nó vẫn chỉ tràn vậy. Thì tỷ lệ nhà gia đình bị nước bị bẩn dơ, đâm ra nó có cặn bám ở trên cái phao cơ này rất là cao. Thì em sẽ hướng dẫn cho quý anh chị tháo phao cơ này và vệ sinh nó, và cũng là cách lát nữa sẽ chỉnh cái phao cơ lên xuống luôn, để cho khi mà anh chị có trường hợp nào đụng như vậy thì mình sẽ xử lý nha. Tháo rất đơn giản, mình cầm cái đầu này mình vặn ra, vừa vặn vừa kéo nó lên đó, thì nó kéo lên ha, để cho nó có không gian để mình vặn nó dễ, rồi gác cái này sang một bên. Trước khi làm chị khóa nước lại nha, đừng để nước tràn vào nha. Rồi mình thỏa tay xuống dưới này. Cái phần này cái cầu trứng á, thì đa số là nó hơi khó vặn chút xíu. Mình có tay xuống này, mình kéo này, mình vặn cái có cái nút khóa cái phao cơ này, mình vặn nó ra. Khi vặn nó rồi á, thì mình sẽ lấy được cái phao cơ ra. Rồi hướng dẫn cái đầu tiên là trường hợp cái phao cơ bị ngắt nha, ý là nó đẩy lên đây nó bị mắc cái thành xứ rồi, nó không lên thêm được nữa, thì mình cách mình hạ này xuống chút, thì cái này nó rất là dễ nè, đẩy nó ra quay qua một cái, đẩy thêm chút xíu nữa, đó là nó thấp cái phao cơ lại thì nó sẽ không bị mắc ha. Rồi còn cái trường hợp này ví dụ như là nó đúng như vậy đi, nhưng mà bây giờ nó không bị sử dụng rồi, thời gian rồi nhưng mà nó vẫn không ngắt được, thì do nước bẩn thì bây giờ mình khải này lên. Đây có cái chốt, mình kéo cái chốt này ra. Đây là vệ sinh nha. Đây, chỗ này ra. Rồi. Mình thấy cái đầu nó có ngàm không? Mình xoay chiều nó ra. Đây, nâng lên. Thấy không? Ở dưới này nó sẽ có cái bẩn hay cái gì á, mình lấy cái bàn chải đánh răng nhỏ mình chà rửa sạch nó đi, sạch sẽ, xịt sạch cái khu vực này đi rồi mình lắp lại thì gần như là nó sẽ hết ha, gần như là nó sẽ hết. Còn cái trường hợp mà mình đã làm vậy rồi mà nó vẫn không, khi mình vặn lại nha, mình để đúng cái ngàm đó nha, đây và xoay lại nó đúng ngàm lại, ok. Rồi một cái khớp đây đó, mình làm ngược giống như là cái hồi nãy mình làm thôi, để cái chốt lại xong rồi mình thử cấp nước ở ngoài thử đi, khoan hãy lắp vô cầu cấp nước vô đây thử đi, xong mình cầm cái tay mình gạt lên thử coi nó có ngắt nước được không. Trường hợp nếu không ngắt nước thì các quý anh chị báo về công ty nha, không ngắt nước được nữa, nó vẫn kéo lên như này nhưng nó vẫn còn chảy nước, thì anh chị báo công ty còn thời gian bảo hành thì công ty sẽ gửi một cái bộ phao cơ này mới cho quý anh chị nha, để anh chị thay. Ok, còn khi lắp lại thì cũng đơn giản thôi, làm ngược lại giống cái kia thôi, mình xoay về này. Đấy, lưu ý đừng để cho nó cấn vào cái thành nha, để cái chiều này nha, để cho nó không bị cấn vào cái thành cầu trứng, tại vì cái không gian nó nhỏ lắm nha, đừng để cấn một thành nha, như em vậy là được nè, không cấn mà có gì hết, phao cơ vẫn kéo lên hết cỡ nhưng không đúng một thành là ok nha. Đó, nhưng mình xít lại thôi, khi mình xít lại này, em xít này,
cái xít lại xong á thì bắt đầu mình vặn lại cái kia thôi, vặn ngược lại. Cái bộ xả hồi nãy mình vặn và vặn ra, giờ mình vặn lại. Đây thí dụ cái cây này. Đó, bao cơ xong rồi. Thì cái bộ xả này mình cứ thả lỏng nó để xuống một cái ngàm nó. Mình vừa để mình vừa xoay nó cho nó vào cái ngàm. Và khi mình cảm thấy nó cứng nè, nó chắc chắn hai bên này không có bị hở, không bị lỏng này nè. Đó, thì có nghĩa là đã được mình đánh cầm nó có độ nhấn, nó có cái độ tì của nó. Đó là ok, và cấp nước vô là sử dụng nha. Anh chị đúng cái phương pháp nào thì sẽ sử dụng pháp đó sẽ là ok nha. Cần bổ sung thêm thì liên hệ bên em để được bên em hỗ trợ. Xin chào quý anh chị.